Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân Đà Nẵng đã hạn chế hết du lịch tại các tỉnh thành khác và có xu hướng du lịch an toàn ngay tại thành phố. Bên cạnh đó, thì các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đều tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nên thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ghi nhận tại khu tổ hợp Đà Nẵng Mikazuki Spendi Resort and Spa, quận Liên Chiểu. Khu tổ hợp Đà Nẵng Mikazuki Spendi Resort and Spa là một khu du lịch trong nhà tại Đà Nẵng mang phong cách Nhật Bản, có hệ thống bể bơi trượt nước, bể tạo sóng, dòng sông lười với chiều dài lên đến 450m, khu onsen, tắm khoáng nóng, nhà hàng, khách sạn, spa, v.v. Theo nhiều người lần đầu đến đây cho biết, đây như là một không gian Nhật Bản thu nhỏ, được trải nghiệm nhiều tiện ích, dịch vụ độc đáo và cảm thấy rất ấn tượng với địa điểm này tại Đà Nẵng. Trong cái tình hình dịch bệnh này, gia đình mình không có đi du lịch được ở những nơi khác, nên mình chú trọng vô du lịch ở trong Đà Nẵng thôi. Nhưng mình thấy ở đây là cái địa điểm mà khá mới lạ. Biệt đó là cái dòng nước này, nước ấm. Mình không phải lo về vấn đề mà con nít nó phải nhiễm lạnh hay là... Thì mình thấy đó có cái hay. Nhân ngày cuối tuần thì mình cũng dẫn gia đình mình con nhỏ thì tới đây đi chơi. Thì mình thấy cái giá vé ở đây cũng ok, hợp lý, chơi cũng được nhiều trò chơi á. Khu tắm khoáng nóng onsen Nhật Bản được nhiều người lựa chọn trải nghiệm khi đến đây. Vì tắm khoáng nóng này giúp mỗi người lưu thông máu và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, người dân và du khách còn được mang trang phục yukata, áo kimono truyền thống của người Nhật để trải nghiệm nét văn hóa nước mặn. Nhiều người dân du khách chia sẻ là bản thân rất tin tưởng vào công tác phòng chống dịch tại thành phố. Theo đó, ngay từ khi bước vào khu du lịch đã thấy những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 rất tốt. Từ công tác khuyến khích người dân sử dụng dung dịch sát khuẩn cũng như là đeo khẩu trang thì rất là chi tiết cụ thể, làm cho người dân cảm thấy an toàn khi tham gia sử dụng các dịch vụ tại công viên nước Mikazuki. Vì đang trong thời điểm dịch bệnh nên khu tổ hợp này đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch như giảm giá 40% so với giá niêm yết và chú trọng công tác phòng chống dịch. 100% nhân viên đều mang khẩu trang, bố trí nhân viên đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn cho khách ngay tại lối vào. Sở Tết Nguyên Đán, lượng khách đến với công viên khá đông đúc. Riêng với những ngày cuối tuần thì đạt hơn 2.000 lượt khách trên một ngày, chủ yếu là khách Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận như Quảng Nam, Huế. Bên cạnh đó, với những giải pháp chúng tôi đang triển khai, chúng tôi hy vọng khu tổ hợp sẽ là điểm đến hấp dẫn và an toàn cho người dân và du khách. Ngoài ra, theo đại diện của khu tổ hợp, tại khu vực khách sạn có hệ thống Hinodi Villa với 48 phòng riêng biệt đã được khách đặt full phòng vào những ngày cuối tuần như thế này. Không chỉ thu hút khách với những đặc điểm riêng, mà những khu điểm du lịch như thế này còn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn cho thành phố, phát triển du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường.